Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Hoàng Văn Trà, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Cấp ủy các cấp kiểm tra trên 2.300 đảng viên và 928 tổ chức đảng, giám sát gần 1.700 đảng viên và trên 660 tổ chức đảng. Qua đó đã kịp thời phát hiện, chỉ đạo, hướng dẫn việc khắc phục những khuyết điểm hạn chế của tổ chức đảng và đảng viên, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật đảng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hoàng Văn Trà ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời nhấn mạnh, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần nhận thức rõ vai trò quan trọng trong công tác tham mưu cấp ủy chính quyền và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, ngăn ngừa, khắc phục những khuyết điểm tiêu cực, qua đó tạo lòng tin cho nhân dân. Về một số nhiệm vụ trọng tâm, phải bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Trung ương, chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm vụ của địa phương với phương châm xử lý công minh, chính xác, kịp thời, góp phần giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương của Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội, triển khai và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm tiêu cực theo tinh thần chỉ thị số 44 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc chấp hành các quy định và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung tham mưu giải quyết triệt để các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của nhân dân các vụ việc thuộc thẩm quyền. Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu, phải tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo đúng chức năng, nhiệm vụ và tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, tạo sự chuyển biến rõ nét, mạnh mẽ hơn ở các địa phương, tổ chức đơn vị mình, bảo đảm thực hiện kỷ luật đảng nghiêm minh, đúng quy định trên tinh thần là thấu tình và đạt lý, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra đảng với các cơ quan thanh tra, điều tra, các cơ quan nội chính trong công tác kiểm tra, giám sát. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của tỉnh.